Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Xin chào tất cả các bạn, tiếp tục sẽ là chuỗi những sản phẩm mới trong sự kiện Computex 2018. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chuỗi sản phẩm hoàn toàn mới của nhà Asus. Đây chính là những mẫu tản nhiệt nước All-in-One. Tại đây Asus đã giới thiệu hai mẫu tản nhiệt nước mới và hướng tới hai đối tượng phân khúc người dùng khác nhau, đấy chính là phân khúc phổ thông và phân khúc cao cấp. Với phân khúc phổ thông, Asus đã giới thiệu mẫu Asus ROG Rio với kích thước RAT là 120 và 240. Nó sẽ cung cấp cho các bạn một hiệu năng làm mát đủ cho cả những vi xử lý như là i5-8500 hay là i7-8700 hoặc là i7-8700K nếu như các bạn chạy xung mặc định, hoặc là các bạn có thể ép xung nhẹ một chút cũng không sao. Hiệu năng làm mát trên thực tế của nó như thế nào thì mình sẽ cần phải có một video test thực tế khi mà nó về Việt Nam, mình sẽ nợ nó ở trong một video sau nhá. Về thiết kế, lần đầu tiên khi mà mình nhìn vào mẫu tản nhiệt nước Asus ROG Rio, mình đang nghĩ đến ngay đấy chính là mẫu tản nhiệt nước NZXT Kraken. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại một chút nữa thì mình nhận thấy Asus vẫn có những nét riêng ở trong đó. Ví dụ như là phần viền LED RGB ở ngay trên block thì nó không sang chảnh như là X52, bởi vì X52 nó cực kỳ sang chảnh luôn. Nhưng mà đổi lại các bạn sẽ có một sự màu mè nhất định và nó rất là cá tính, nó sẽ phù hợp với cả những bạn có cá tính cao. Nếu như đem so với cả những block của các hãng khác như là của Corsair thì chắc chắn Asus đã làm đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà phần block này của Asus còn có một điểm nữa rất nổi bật, không chỉ có LED RGB đâu, mà ở bên trên nó còn có một chiếc màn hình OLED kích thước là 1,7 inch màu. Ở đây là màu nhá, chứ không phải là đen trắng như trên bo máy chủ Asus ROG Rampage 6 đâu. Nó sẽ được dùng để hiển thị những thông tin cần thiết, và đặc biệt hơn là các bạn có thể chạy những video hiệu ứng đặc biệt mà Asus đã cung cấp sẵn. Rất là đặc biệt, một đây có thể nói là một trong những mẫu tản nhiệt nước All-in-One đặc biệt nhất trên thị trường, mà không có một mẫu tản nhiệt nước All-in-One nào khác đụng hàng với nó. Đây cũng chính là một điểm rất đáng là tiền trên mẫu tản nhiệt nước này. Tiếp đến với phân khúc người dùng cao cấp, Asus đã giới thiệu mẫu tản nhiệt nước là Asus ROG Ryujin. Vì đây là phân khúc cao cấp, thế nên các bạn có thể thấy ngay nó rất đặc biệt, nó đặc biệt từ tính năng cho tới thiết kế của nó. Phần block của Ryujin nó được làm rất lớn và có thể nói là lớn nhất thị trường hiện nay. Vì sao mà phần block của Ryujin nó lại lớn đến như vậy? Thì bởi vì ngay bên trong phần block này, Asus đã tích hợp thêm vào bên trong nó một chiếc quạt tản nhiệt nữa, để nó vừa có thể tản nhiệt cho cả máy bơm mà nó vừa có thể tản nhiệt cho cả phần cấp nguồn VRM và SSDM2. Điều này nó sẽ rất là giúp ích cho những overclocker. Khi đẩy xung CPU lên rất cao thì phần cấp nguồn VRM nó sẽ bị nóng, và lúc này các bạn sẽ có thể giải nhiệt cho nó nhanh hơn. Ngoài ra bên trên block này sẽ không thể nào mà thiếu được LED RGB cực kỳ đẹp của Asus và chiếc màn hình OLED kích thước 1,7 inch rất là mới mẻ giống như là trên Rio. Khi mà nhìn qua phần block của Ryujin thì thực ra lúc mà mình mới nhìn vào nó, mình sẽ cảm thấy là nó là hơi thô bởi vì kích thước quá khổ của nó, nhưng đổi lại thì tính thực dụng của nó là rất cao. Mình nghĩ với mẫu Ryujin này thì nó sẽ phù hợp với cả những bạn sử dụng cây kính đen mờ, vì lúc này thì nhìn nó sẽ kiểu như là mờ ảo hơn và nó sẽ bớt thô đi. Về phần quạt gió ở trên cả hai mẫu tản nhiệt nước này thì nó đều sử dụng quạt là không LED. Nó cũng giống như là đa phần những mẫu tản nhiệt nước All-in-One trên thị trường hiện nay mà thôi. Nhưng đổi lại các bạn sẽ có tốc độ là 2000 RPM, một tốc độ rất lớn và được làm bởi hãng tản nhiệt rất nổi tiếng, đấy chính là Nocturne, hứa hẹn sẽ cho một hiệu năng làm mát rất tốt. Về hiệu năng làm mát thực tế của hai mẫu tản nhiệt nước này nó sẽ như thế nào, mình sẽ dành trong một video khác khi mà nó sẽ được mang về Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo.